bạn vụ qua. Ô trời ơi, vụ qua sao? Vụ kiểu mà đi qua bên đây chơi nhớ rồi, nó có ba mẹ nó bên này có quan chỉ làm. Là nghe cái chị gái nói là hai em này đang ở đây để mà lượm hàng ngày, lượm rác để mà buôn bán cho người ta. Đây là một cái thùng rác cho cô bác của chị. Đang gặp mình đang sợ hay sao? Em ơi, em người Việt hả? À, em đang làm gì đó? Lượm ve chai. À, thôi khổ rồi, rồi trời ơi. Em với anh này lượm đấy hả? Ở trên kia hả? Ô trời ơi, anh này em dục giác ta. Ôi anh, ô trời ơi, dục giác phải lên đầu. Giờ chắc có lẽ là Bùi Hồ cho bước lên đó. Đây là một cái thùng rác người ta tập kết ngay tại chợ của bác anh chị nè. À, có một anh đang lượm nè. Ôi. Ôi trời ơi. Giống như người gần luôn á. Anh. Ủa anh người Việt hả? Anh người Việt hả? Anh ở tỉnh nào? Chị ở tỉnh nào? Ở Long Xuyên. Còn anh? Ở Tây Ninh. Anh với chị là sao? Vợ chồng. Chị năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 35. Còn anh? 30 hả? Anh với chị có con chưa? Chưa hả? Anh tên gì ha? Hả? Địa. Còn chị? Duyên. Anh với chị qua đây lâu chưa? Lâu rồi. Mấy năm rồi chị Duyên? Em ở đây gần 10 năm. Gần 10 năm. Anh Việt là ở đây hả anh Việt? Ba mẹ ở trên này. Ba ở Việt Nam, mẹ ở trên này. À. Ba qua đây làm ăn chứ không có làm mẹ. Rồi sao mình không có làm công việc gì sao mình phải lượm rác đó? Không có chỗ ở luôn hả? Chị ở Long Xuyên ở phường nào? Phường Mỹ vậy? Mỹ Phước. Ủa sao chị không chịu về Việt Nam? Không có tiền về. Chị muốn về Việt Nam không? Chị muốn về Việt Nam không? Nhà chị ở đâu? Anh với chị ở chỗ nào? Chị với anh là còn người thân ở Việt Nam không? Còn. Anh với chị là sống với nhau là có con không ha? Là sao lúc về lúc khác là sao? Không, lúc nhau biết mình, lúc không biết mình nha là tâm thần. Lúc mà biết mình, lúc không biết mình chữ mà còn cấm. Lúc biết mình thì sao? Rồi, cái đó mà
Chị lựa, chị với anh lượm rác như thế này là một ngày được bao nhiêu tiền? Buổi chiều thì bán liền vài ngày nữa để ăn cơm. Còn theo nhà nó cũng thích rác, mình cho 500 ngàn. Được, buổi chiều vậy là chỉ được mấy ngàn thôi. Dạ. Ừ. Anh với chị lượm từ mấy giờ đến mấy giờ? Lượm từ 5 giờ chiều tới 8, 7, 8 giờ tối. Ủa, tại sao là chị qua đây với gia đình hay sao? Không, bị đi theo bạn dụ qua. Bạn dụ qua? Ôi trời ơi, dụ qua sao? Dụ kiểu mà đi qua bên đây chơi, nó ngồi rồi, có ba mẹ nó bên này có công an chị làm đó. Ờ. Làm gì đàng hoàng. Chị qua đây bao nhiêu năm? 15. Năm nay là chị 35 hả? Dạ. 35 thì 25 tuổi chị qua đây. Rồi ba mẹ không có liên hệ với chị hay sao? Mất liên hệ luôn. Chị có muốn nhắn nhủ lời gì với ba mẹ của mình khi xem được clip này không? Ba mẹ chắc mình cũng không biết nhớ mặt ba mẹ. Chị có mấy anh em? Còn một người trai. Chị tên gì em quên rồi ta? Duyên. Duyên, chị Duyên. Còn một người em trai. Ôi trời ơi, bị bạn dụ qua bên đây hả? Rồi sao chị không bạn ở sống định cư bên đây hay sao? Bây giờ cũng không biết là bạn đi tới đâu luôn, chắc qua tới đây rồi em đi vô chỗ sai rồi đó, bạn đó rồi mượn tiền rồi bỏ đi đó. Lúc đó chị đi là bao nhiêu tiền, là bạn nam hay bạn nữ? Bạn nữ. Bạn nữ. Vụ như thế nào? Nó qua đây tại nó có công chuyện làm, cứ đi làm đi mai đồ đi có bán một kia vậy đó, mẹ nó bán một thứ bán một quê gì bên đây là qua tới đây. Mấy bạn bè ở sớm cũng đi chung rồi qua đây nó dắt mình đi dọn chỗ quán massage đồ đó, nó bỏ mình đó rồi. Bỏ đồ quán massage hả? Dạ, nó mượn tiền rồi nó bỏ mình đó rồi nó đi mất tiêu. À, có nghĩa là chị bị bán qua Campuchia này đúng không? Mà chị ở làm ở trong massage là bao lâu? 5 năm. À, chị qua đây chị có chồng của con trước không? Không hả? Thôi anh lượm nó đi anh. Anh lên đó anh lượm đi. Dạ. Rồi chị gặp anh là bao lâu rồi? Gần một năm nay. Gần một năm nay. Bây giờ cái mong muốn nhất của chị là gì? Muốn về Việt Nam không? Muốn ha. Chị ở bên đây chị có giấy tờ gì không ta? Không. Không có giấy tờ hả? Ôi ơi. Rồi hàng ngày tối chị ngủ ở đâu? Ngủ chỗ trời mà xin nhà nước cắt được đó. Ngủ chỗ đó. Ở cái trời chung là thu cái chuồng gà mà. Chuồng gà thì mình che có mái tôn nhà kia mình chơi gà mình dụng nó rất mưa. Còn hai vợ chồng mình không được như cái chuồng gà cái cháu có cái tấm cao su che bốn trên đầu với hai bên hông rồi. Còn cắt nếu mà là không có cây củi thì cắt ra thì nhà nước cắt cho cắt tại vì cắt ở nhà nước. Ở chung mấy người ở trong xóm có thằng đó nó cũng gặp hội vợ chồng nữa ít trai là bây giờ mà không bán không kịp là nó ăn cắp mà mình thấy được mình lấy lại được cái chuyện của bán chồng. Chị lượm bây giờ khi nào mới bán? Lượm liền thúc thì lại bán liền bán rồi ăn bán rồi lượm tiền đó là bảo dụng cho mà còn nếu mà họ không bán thì nhà để nhà làm cái khác nữa giờ những khi nó ngày chỉ bán chỉ được 7-8 ngàn thôi. Ôi trời ơi. Là hai vợ chồng cứ lượm suốt. Bây giờ chút xíu nữa có lượm nữa không? Lượm vòng vòng hả chị? Thường lượm ở cái bãi rác này không thôi đây thì sao? Hả? Ủa em không hiểu là tại anh với chị là có sức lao động tại sao không làm cái công việc gì khác mà lại lượm? Có một anh lượm ở trên đó nữa kìa phải không? Đó, hai vợ chồng cô bác mình vậy thấy không?
Anh đó lăn lượm hả? Anh đó người Việt Nam hay gì chị? Hả? Tiếng người Cam hay người Việt? Rồi đi xuống đi chị. Anh tên gì? Anh ơi. Anh tên gì? Hả? Được hả? Anh năm nay là bao nhiêu rồi? Hả? Gì? Quên tuổi rồi. Anh địa quê ở đâu? Hả? Là ở đâu chị? Em trai của chị là ở Việt Nam là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ của chị còn sống không? Không, ba thì cứ mẹ thôi, lâu lâu rồi còn mẹ thì còn sống mà còn ba không biết sống chết sao, ba thì bỏ không có ở chứ ở gần nữa. Hồi đó giờ chị không có cách nào để liên lạc với gia đình của mình. Đi lên đây không có quen biết ai, các bạn thì nó nhắc như đó nó mượn tiền rồi nó bỏ nó đi rồi không có biết quen ai, là gán làm hoài, sợ thứ như người ta mượn bán mình. Cứ là biết làm hoài, hai con là con cơm hai buổi, mà bữa nào bệnh mà không chịu làm, đâu có đi khách nữa là đau quánh. Đau quánh hả? Ai đánh? Ở làm lâu lâu đi, cái đầu quen mấy người ở trong làm chung đó, thôi rồi ra thấy tụi người ta chuyển giường trốn đi bỏ. Anh chị ăn uống gì chưa? Mới đi hả? Hồi nãy Phong thì có gửi cho Bùi Hồ được 10.000, Bùi Hồ cho cô kia hết 5.000 rồi. Ủa tiền này là tiền Thái. Em gửi chị. Em gửi anh với chị ăn cơm ha. Chị ở bên đây có điện thoại gì không? Chị Duyên sống ở phường Mỹ Phước, Long Xuyên. Qua đây đó mười lạc gia đình 10 năm rồi. À, chị có muốn nhắn nhủ lời gì với đây gia đình của mình, địa chỉ của quê nhà chị ở đâu để ba mẹ của chị biết có thể liên hệ với chị? Muốn về nhà lắm nhưng mà không biết làm cách nào để được về gia đình. Giờ có gặp mấy người ở xóm nói là ông bà ngoại mất hết. Ba mẹ của chị tên gì nè chị nói với? Mẹ tên Hội, ba tên Đức. Mẹ tên Hội, ba tên Đức, em tên gì? Em tên Đế. Gần nhà chị gần nhà ai? Gần giờ cầu có Sơn đó là chạy ngay chạy cây Úc Đo. Hả? Chạy cây Úc Đo giờ đổi lại là Kinh Chi. Chạy gì? Chạy cây gì? Úc Đo sao lại giờ đổi tên Kim Chi. À nếu mà ba mẹ cũng nghe thấy được con thì này khổ, nhưng ba mẹ có ai quen cứ lên xuống đây gỡ tiền con thì cũng chịu quên chụp với gần ba mẹ nha. Chị có giấy tờ gì không? Ở Việt Nam có, đây có. Bây giờ ước muốn duy nhất của chị là được về quê thôi. Ôi. Về quê chồng cũng không chịu về. Sao vậy? Ảnh cái gì đó, lúc mình cũng không. Lúc này thì ngủ về quê, không chịu về. Nó sắp của người ta, nhà của người ta mình về là chồng ánh này cho biết mình về. Cứ nghĩ hoài mà không chịu về. Anh này thì anh chồng thì có một cái dấu hiệu rồi đó, gì đó về thần kinh đó cô bác của chị. Còn chị Duyên thì mong muốn được về quê hương. Ở đây thì chị cứ lượm gác à, Bùi Hồ thì gặp được anh ở đây để mà giới thiệu cho cô bác của chị đó. Đâu sớm giờ chị lượm được gì rồi cho em xem với. Thôi chị với anh bỏ vô đi. Chị sống ở đây có điện thoại gì không? Không có xài điện thoại hả?
có dư giả, làm như lẫm buổi chiều như rồi là bán rồi là ăn cơm xài rồi đó, tiền 700.000 cơm nước rồi chồng mình hút thuốc. Cơm ăn hai vợ chồng ba bọc ăn đâu có no, mình cũng ráng nhịn để cho chồng ăn được no. Mình biết mình thì bình thường mình kiếm ăn mình kinh ta cũng dễ, còn chồng mình thì nó bị không có giống bình thường giống như ta, bỏ đói nhiều khi đói quá cũng chịu tay ảnh nè này có bị một một lần chút xíu làm đọc cho bự, ta kêu hỏi người sớm, ta kêu ta thấy tội nghiệp, ta kêu ta vô bệnh viện mổ đi, không có tiền ta ra tiền cho, mà chồng mình không dám vô, để giờ cái tay lên, một khi mình sợ, đâu anh cho em coi đây, một khi sợ bị lây qua ung thư rồi chồng mình nứt đau cũng không cho không nói cho mình biết, cứ hỏi hoài tay có đau không, biết không nói, cái đau có nhất thì nói cho em biết, rồi em mới nói xuống chồng nó không đau, nhưng mà mình nghĩ là cái này thì đã qua ung thư rồi cũng lâu lắm, cũng vô một năm. Dạ. Thôi chị đi đi. Đây là một trong những hai người Việt, chồng thì ở Tây Ninh, vợ thì ở phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. Hằng ngày quanh theo cái con chợ ngay tại cầu Sài Gòn này để mà nhặt rác và đem đi bán với cô bác quý anh chị. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ theo bước chân của hai bạn này một tí xíu ha, coi cái cuộc sống như thế nào. Cái thùng rác như thế này nè, rất là hôi luôn cô bác quý anh chị. Không ngờ người Việt ở đây lại cũng có nhiều người khổ như vậy. Mình đứng xa để quay cái cuộc sống của anh chị. Mình mới cho tiền mua bánh ăn. Bánh này nhiêu cái anh? Cái ngàn á. Cô Hương là người Việt ha. Mình mới cho 2.000 là mới mua bánh ăn luôn á. Dạ. Cuộc sống mà bây giờ biết làm sao hơn. Anh này anh là anh chọc cổ mình hết luôn. Cái mặt đó nó bị khùng đó. Ôi trời ơi. Nó bị thằng thà nó còn khùng đó, nó lại kẹp cho. Nó bị thà, nó bị khùng, nó bị tới lùi vậy đó. Ôi trời ơi, giật hết cả mình. Lại nó còn tự nhiên anh là anh bóp bài. Nó đi tối ngại vậy đó, đi tới lùi, hả? Cái hoàn cảnh của cái hai vợ chồng đó là sao anh? Lụm gác có thấy tội nghiệp lắm, nghèo khổ lắm. Vậy hả? Lụm gác ở đây mỗi ngày vậy nè. Thấy tội nghiệp nó ở đây nhiều lắm, ở đây mấy người Việt Nam mình đây khổ nhiều lắm. Thấy nó leo lên đó, thấy lụm gác nó lụm bữa đêm nữa hôm nữa. Vậy hả? Anh ở tỉnh nào? Ở Mỹ Tho, Tiền Giang, hồi chưa có anh đến là anh quay hết một buổi trời ở đây nữa nè. Mới nãy hả? Cái anh mà quay ấy đó, quay lại đây quay phỏng vấn cho vợ. Cái anh trời. Tên đó người Việt hay người Cam ta? Đó hả? Miền hả? Nhưng người Việt mình đây lượm gác nhiều không? Có người Việt tối chút nói lại nhiều. Vậy hả? Chút nữa tối chút nữa tại vì chỗ này đang lùi bùi đó. Dắn chút xíu nó là lợi nhóc chưa. Người Việt hả? Người Việt người Miền thì tùm lum hết trơn. Việt Nam gì là vô lượm gác. Cái hoàn cảnh của bé của hai vợ chồng cực kỳ khổ luôn hả? Em nói nghe nói là bị gạt về đây. Đó. Nó khổ lắm, nó nghèo lắm, tội nghiệp nó. Dạ. Hai đứa nãy dạ. Nó lùm mất chai, nó nghèo lắm. Đó là một trong những cái hoàn cảnh mà cực kỳ khó khăn ngay tại đất nước Campuchia, thủ đô Phnom Penh. Bà Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác với anh chị một trường hợp, một cái bạn gái, trước đây là một người con gái bị bạn mình gạt qua đây để vô bán vô những cái tụ điểm massage và không biết đường về nhà luôn. Và hôm nay thì được giới thiệu thì Bùi Hồ mới biết được. Và chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ coi cái cuộc sống của hai vợ chồng đó như thế nào. Đấy, rất mong video clip này sẽ ba mẹ hoặc ba có thể coi thấy được và đem về Việt Nam. Anh thấy chạy chút xíu nữa là nó lại rồi. Ở vắng vắng chút xíu, ta dọn cái cá rồi là nó lại nhiều lắm. Đó rồi lại cái đồ hỏi nói đi, nói cho nghe lụm. Rồi. Bé đó muốn đi về lắm hả chị? Bé đó nó muốn đi về, nó thẳng câu nói là
là em nói nãy con nãy em gặp anh lên em cũng mừng, em gặp nó đây là cho em mừng á, anh giúp đỡ đừng nó đi về rồi em mừng rồi. Tại vì nhỏ nó nói chung là nó cũng khổ, nó sống với chồng nó cũng khổ lắm. Nói chung là mấy đứa này thì em không có hiểu, nhưng mà con nhỏ đó không biết nó lắc lạc từ lúc nào á thì em không biết, nhưng mà con cái chừng mà em biết nó em cũng biết cho nó nhiều lắm. Nhưng mà có một cái mà em nghĩ rằng là người Việt Nam với nhau thôi, rồi thấy nó đi về đó, nó muốn về nó hỏi muốn về không, nó nói dịch bệnh gì đâu có ai về đâu. Rồi nó đi nói chung là thất lạc lâu lắm rồi, em đây là bao nhiêu năm mà em gặp nó thì em thấy nó khổ rồi, nó muốn về, nó nói về nó muốn về lắm mà nó không có tiền về. Thành ra nói nếu mà có cơ hội này anh lên nó giúp đỡ được cho nó đi về ở nhà, nghe nói nhà nó lông xiên á, anh giúp đỡ đi dùm cho nó đi dùm dưỡng đi. Dạ. Em này cũng bị thần kinh thôi mà. Nói chung con câu nói là nó không có ấy, mà cái kiểu nó vậy đó, nó quấn chỗ này hoài à. Quấn chỗ này nó tét đầu tét cổ hoài á. Bởi em nói là nó nói là nó không muốn ở với những thằng này, nhỏ này nó bỏ nó đi rồi, nó trốn nó đi rồi mà nó không đi mặn con tay rồi, nó cũng quấn là nó lấy tiền nó mất đi về á. Thằng này mất ra gì em gặp như là thằng này quấn nhỏ này hoài, lấy tiền hoài luôn á. Bởi vì em nói là anh có cơ hội nhưng giờ mà cũng ở cổ rồi đó, anh giúp đỡ cho nó đi về giùm em đi. Nó ở bên nghe nói là nãy không nãy phải tỉnh hỏi Mỹ Phước Long Xuyên. Dạ thì cái đó anh giúp đỡ thì cho nó đi về á. Nhà nó hình như nó không có nhà mà nó đi ở cái chòi đó dưới mấy sông này nè. Dạ dưới mấy sông mà chẳng có cái sông này nè. Dạ em biết thì em nói vậy thôi, anh giúp đỡ giùm cho nó về đi. Dạ rồi em cảm ơn chị ha. Rồi rất mong là thông tin này gia đình sẽ nhận được và có thể là làm thủ tục giấy tờ để đưa cho em về lại Việt Nam một cách an toàn. Dạ xin chào, hẹn gặp lại cô bác với anh chị ha. Chào chị ha chị. Và hẹn gặp lại ở chỗ video clip sau ha.